Mai Vàng núi Bà Tây Ninh. Trước hết xin chào bà Linh Sơn Thánh Mẫu, chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái buổi sáng ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn. Một lần nữa xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là cái tác hại của núm hồng trên cây mai và cái thuốc để phòng trị cái bệnh núm hồng. Và đồng thời mình chia sẻ những cái phụ đề là mình cách bứng cây mai để Tết nó có bông chơi mà rất là an toàn. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì cái trong cái cây mai mình trồng thì cái nấm hồng là cái nấm bệnh mà nó nguy hiểm nhất ở trong các loại bệnh. Cái bệnh thôi ha, là mình thấy được. Còn những cái dạng bệnh ở rễ thì mình cứ nhìn vào cái bộ lá mà mình biết cây mai nó bệnh thì thôi. Hôm nay mình chỉ chia sẻ về cái bệnh nấm hồng thôi. Tôi thấy nó rất là nguy hiểm. Thì tôi đến thăm vườn thì tôi thấy cây mai có bệnh nấm hồng. Tôi sẽ chia sẻ trực tiếp về cái tác hại của cái nấm hồng và cái cách nhìn cái bệnh của cái nấm hồng và cái thuốc gì để mình trị nó. Và đồng thời mình cũng chia sẻ cái cách bứng cây mai để cho Tết nó mình chơi được cái bông cây mai mà cái sức sống nó an toàn. Thì bây giờ mình bước qua cái nấm hồng. Thì các bạn nè, tôi có cây mai nè. Đây là cái nấm hồng rất là rõ. Mà nhiều các bạn chơi mai rồi nè, nó làm như là mình bị lát vậy các bạn. Người ta vậy ha. Đây nè, nó có cái quần nè. Nó có cái màu xét, rỉ xét. Cái màu hồng, do đó người ta kêu bằng bệnh nấm hồng. Thì cây mai này nó cũng khá rồi đi chứ. Ở trên này nữa nè. Đây nè. Đó là cái tiêu đề mà tôi muốn gửi đến các bạn mới chơi mai. Các bạn sơ ý. Như cây mai này, nếu mình đi qua bình thường thì mình thấy cái bộ lá nó cũng xanh tươi. Nó không thể hiện trên lá mà nó thể hiện trực tiếp. Nếu các bạn không trị thì cái này nè, nó cứ bám riết và nó lây lan riết. Nó làm như cái lên là cái bệnh lát của người ta vậy đó. Nó làm riết vậy. Nó làm cho cái da này nó bị nứt đi. Và nó khô, nó chết cái da này. Và từ từ nó khô cái cành này luôn nếu mình không trị. Thì các loại bệnh nói về cái giống cây nói chung và nói riêng cây mai là nó nguy hiểm nhất. Mà mình khó thấy bị gì, nhiều khi nó nằm ở trên này nè, mình không thấy được. Do đó vào mùa mưa các bạn dùng cốc 85, các bạn xịt hết trên những cái cây này. Bởi vì cái này nó không phải là nó nằm ở trên cây này, mà nó cái khuẩn của nó đó nó phát tán qua gió các bạn, qua gió ha. Do đó nó có thể lây lan tất cả luôn chứ không riêng gì một cái cây này. Do đó khi xịt, khi mình phát hiện trong cái vườn của mình là mình phải đưa thuốc mình xịt hết cái vườn. Do đó nó tốn kém rất là nhiều, mà cái loại này nó lại mắc, nó lại hơi mắc tiền ha. Mà xịt đó có cái loại thuốc thực vật các mình pha chung, cái thuốc trừ sâu mình xịt được. Và có những loại thuốc không pha chung thì nó lại nó bị ốc trâu đó, tức là nó không có tác dụng. Do đó nên nếu mình kỹ, xịt một cái vườn lớn như vậy nó tốn kém. Do đó mình phải xịt đặc biệt một mình nó mà thôi. Theo cái khoa học, theo cái nông nghiệp á, nghe nè, nếu nó ăn về các bạn để là nói này, nếu nặng thì mình phải quét trực tiếp. Mình dùng cốc 85 mình pha cho đặc ha, mình quét trực tiếp. Còn nếu nhẹ như vậy á thì còn xịt được nè, nhưng mà để nó nặng rồi á, nó răng da cây là mình phải quét trên này trực tiếp. Nó rất là cực, các bạn thấy không? Nếu các bạn không phát hiện thì cây mai mình sẽ trở thành chết nhánh luôn, chết cành quỷ cành mà các bạn không biết. Thì bây giờ cái thuốc gì? Cốc 85 mình trị nó. Thì đó là cái tiêu đề mà tôi gửi đến những các bạn mới chơi mai. Mà các bạn mới chơi mai cỡ như biết chơi như tôi đi, sơ ý, tức là mình nhìn lá vậy bình thường quá, trời có gì đâu nè, cây vẫn đẹp thường, mình sơ ý mình không coi. Nhưng qua một cái thời gian nó khô cái cành nó đi thì bắt đầu nó tác dụng tới ngoài, đúng không?
Cốc 85. Rồi, đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Rồi bây giờ trở qua cái cây phụ đề, tức là mình bứng những cây mai bây giờ. Làm sao mà lúc này mình làm cách nào để bứng những cây mai để Tết có cái bông mai để mình chơi Tết, mà cây mai nuôi rất tốt. Như thời điểm này có những bạn hỏi bây giờ bứng cây mai được không, thì trước hết tôi nói các bạn rồi, được. Nhưng mà nó khó nuôi hơn là cái giai đoạn tháng 12. Nó là tạo nút tạo gạo. Bởi vì cái tháng mưa tất cả các cây nó đều loãng. Tôi nói các bạn cái mũ á, tức là cái nhựa cây mai loãng, nhưng mà cỡ này là bứng được hết. Bởi vì cái lá của nó cũng hơi già rồi, thấy không? Trừ ra những cây mai mà nó ra đọt non hàng loạt thì mình không dám thôi. Còn như cây mai này thì bứng được nè. Cây mai này bứng cũng vẫn được, đồng ý nó ra đọt non mà không bao nhiêu. Nè, mình nhìn cái lá trong nó có cái lá già dày, và mình bứng được. Nhưng tôi nói các bạn, nó không bằng cái tháng 11, tháng 12. Rồi bây giờ cái cách của tôi nè. Nếu cây mai các bạn mua mà cần bứng liền thì nhờ anh em người ta bứng, người ta chỉ cái cách chăm sóc, quan trọng là bứng được rồi đó, cái cách chăm sóc. Còn riêng cá nhân tôi á, thì bây giờ nếu cây mai để ở sau nhà thì tôi đã chia sẻ hàng năm, chia sẻ cái clip này rồi. Thì bây giờ các bạn bứng cũng như cây mai này, bây giờ các bạn muốn bứng á, thì bây giờ cắt ra tùy theo cái gốc này và cái tỷ lệ của cái bầu đất. Nếu ở sau nhà các bạn bứng lên thì sao? Các bạn cứ bứng sắn xuống khoảng ra khoảng 2 tấc một gan mình vậy nè, giáp dòng hết sâu xuống, giáp dòng, và các bạn để nguyên nó đi, để nguyên ha, đừng đá động. Đổ giá thể sơ dừa với vỏ trấu vô, các bạn ra tiệm các bạn mua sơ dừa vỏ trấu, đúng không? Thì sao các bạn? Bây giờ bứng, bây giờ mình chấn nó đi, rồi mình để đó. Qua đến tháng 12 mình lặt bông, mình lặt lá, đúng không? Mình lặt cái lá đó đi, là cho nó ra nút ra gạo. Tức là gì? Bung vỏ lụa xong mình bứng, thì cái phần đó, cái phần đất mà mình bứng á, cái khoảng mình bứng này nó ra rễ đặc hết trơn, thì cái mai mình đem vô chậu mình chơi rất là an toàn. Nó đơn giản lắm. Bây giờ tôi chia sẻ lại lần nữa nè. Đối với những cây mai này, thí dụ bởi vì á, đây là tôi nhốt nè, các bạn thấy cái rễ ra nhốt nè, cái miếng mũ này nè, tôi nhốt nó lại này, nhưng cái này bị chó nó bươi nè, các bạn thấy rễ nó ăn không? Thì bây giờ đào, mình còn cái rễ các bạn bứng á, bây giờ á, thường các bạn để lan là gì? Cái rễ này nó không có đi xuống mà nó chạy ra. Thấy không? Nó chạy ra vậy. Khi mình bứng, mình chặt mấy cái rễ lớn vậy. Cái rễ lớn nè, đó tôi chặt nè. Thấy không? Do đó nên mình đào ra 2 tấc. Giáp dòng hết. Cái bầu đất chừa để nguyên nó đi, chừa tỷ lệ đổ giá thể sơ dừa vỏ trấu ra tiệm mình mua cái loại giá thể mà bón cho cây mai, mình để xuống, đúng không? Rồi đậy lại, tưới nước cho đầy đủ. Thì nếu các bạn kỹ nữa, xe nhẹ cái tàn này lại, đúng không? Xe nhẹ thôi, các bạn xe nặng quá sợ ra không kịp, xe nhẹ rồi lặt lá bỏ hết, y như mình lặt lá vào mùng 5 tháng 5 vậy. Rồi để đó, đừng bứng, đổ giá thể chơi vừa o xấu, giữ nước lại. Rồi Tết nó vẫn phát triển bình thường, nó ra đọt non. Khi nó ra đọt non xong thì nó sẽ tạo nút tạo gạo trong tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thí dụ 14 tháng 12 mình lặt lá đó,
mình xe tàn một lần nữa, mình lặt lá nó, thì khoảng một tuần lễ sau, tức là khoảng ngày 21, nó bung vỏ lụa ra. Khi nó bung vỏ lụa rồi, các bạn bứng, các bạn bươi cái đó lên, nó ra nguyên cái bộ rễ, rễ cám không đầy đầy nghẹt hết trơn, thì các bạn đưa vô chậu. Thì đó là cái cách làm của tôi bứng cây mai. Còn hiện nay có những bạn hỏi bứng cây mai Tết có bông chơi hay không, thì tôi nghĩ là nó sẽ có một số thôi. Bởi vì khi bứng cây mai mà cây mai mà cái rễ nó lớn quá đó, khi nó chạy mình bứng lớn quá đó, mình phải đôn sâu là lặt lá hết. Khi mình đôn sâu quá thì sợ nó không kịp, đúng không? Còn nếu các bạn muốn Tết chắc ăn là làm theo cách của tôi nãy chia sẻ. Nếu ở sau hè, sau nhà các bạn, sau sân vườn mà các bạn có cây mai các bạn muốn vô chậu. Còn bây giờ mình gặp cây mai dưới mình mua thì phải chịu thôi. Là Tết cũng chưa chắc gì nó có là một số bông chơi thôi. Nếu các bạn làm theo kiểu các bạn. Đó là cái phụ đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và cái gì các bạn? Quan trọng mình nói là cái tôi đã chia sẻ rồi. Cái gì? Cái nấm hồng. Có cây có, cây không. Như cây này á, mình nhìn khó nhìn lắm. Thí dụ cây này cây thấp mình còn nhìn ở chỗ này được. Rồi, đối với những cây cao vậy sao mình nhìn? Nếu mình không trị, trong vườn mình phát tán, mình nhìn thấy một hai cây có thì nguyên cái vườn mình nó sẽ có. Bởi vì cái khuẩn của cái nấm hồng nó sẽ phát tán ở trong gió. Để về cái mai mốt từ từ cái cây mình nó quỷ cành, nó khô một cái cành mình không biết sao. Mình nói ồ cái cây mai đang khỏe mạnh vậy, tự nhiên rồi cái lá từ từ nó xào xào, nó héo dần là do cái cành đó bị nấm hồng nó làm khô da và nó chết luôn cái cành đó luôn. Do đó nấm hồng rất quan trọng. Và cái thuốc trị là gì? Cốc 85 xịt ướt trên cây hết, phải kỹ. Các bạn thấy tốn kém rất là nhiều, nhưng bây giờ mình phải đeo các bạn ơi. Bây giờ nhiều người nản cái vụ mai, tôi còn ớn nè. Bởi vì bây giờ xịt cái này phải vừa công vừa cán, tôi khoảng ngoài 1 triệu. Nấm hồng á, vừa công vừa thuốc ngoài 1 triệu. Các bạn thấy ớn không? Thì như vậy rồi sâu, trời ơi sâu khủng khiếp luôn. Cái tháng này sâu, con bọ trĩ thì đỡ đỡ ha. Sâu, bọ trĩ, nấm hồng. Ôi bây giờ nói chung là cây mai nó bệnh tùm lum bệnh hết trơn. Nếu mình đi chuyên sâu vào cây mai, do vậy nên mình phải bỏ một số tiền ra. Nó làm cho mình lúc này mình hơi chóng, hơi chóng ngợp. Vấn đề mà đầu tư vô, sợ rằng Tết mình bán không, mình không lấy vốn được cây mai. Nếu mình muốn giữ nó, còn nếu mình bỏ thì cái này, cái nấm hồng đó nếu mình bỏ, tôi nói nếu ha, nếu các bạn bỏ xong thì nguyên cái vườn các bạn nấm hồng nó thành dịch nấm hồng là hết trị luôn. Thì coi như mình trắng tay, thì tùy mình lựa chọn. Như tôi bây giờ tôi ngán rồi. Và hồi năm rồi thì có những bạn than rằng không lấy vốn được cái đầu tư. Thì bây giờ tôi mong rằng do kinh tế mình khó khăn, tôi chỉ mong rằng Tết mình có thể ra một số để mình lấy cái vốn thôi. Để năm tới nữa mình đầu tư sao cho nó đủ là mừng đi. Chứ bây giờ tôi thấy là hơi khó để mình kiếm cái đồng lời ở trong này để mình sinh hoạt ha. Thì đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chào bà Linh Sơn Thánh Mẫu, chào các bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở lúc sau.